Sâu đừng ăn mì tôm. Thôi bái sốt nạp đủ vitamin linh chi cho một ngày. Ok, idol đã ăn cơm chưa? Chưa à? Không ăn cơm, trưa nay idol không được ăn cơm. Trưa nay idol ăn mì tôm. Chị chỉ có phải thiên thờ không? Sao chị vừa đáng yêu vừa đánh cắp mặt tim em rồi? Chị cũng đáng yêu, chị cũng phải thiên thờ. Có thiên thờ nào mà ngoài như chị đâu em. Nụ cười này khó quên thật. Cái gì đấy? Ủa, alo. Ừ. Em bơm nhau hay sao thế? Anh thấy người lên. À, tập đi em bơm nhau. Anh đang tập cho em, cãi cho em bơm nhau. Sao lại ngồi hay thế? Em lượt để đọc bình luận cho em ơn nhau phải. Em xin lỗi nha, tập chúc em cái. Chắc là gỗ riêng rồi đó. Mà chắc là gỗ riêng rồi đó. Đi gỗ riêng không? Không à, tất chúc em ạ. Ok em, bye bye em. Vâng, em cũng lên. Ở y chơn làm ngoài bìa giao ly không mọi bạn ơi. Yêu em ạ, ăn nhon em, ăn nhon đi. Idol ăn mì tôm thì lại sực đau lai. Việt Hoàng cỡ nấu cơm cho idol ăn đi. Idol có biết anh Phi Vào không ạ? À? Không. Ai mới biết được. Lỡ làm đi. Mà hụt đi bằng hơi. Lỡ làm mà học đi bằng hơi đỡ mà yêu đương. Bạn làm gì thế quả nè. Em không quan. Em đang ở khu nào về nọ? Em ở Busan. Ai của tôi bàn là idol của Long bàn đúng không Việt Hoàng? Đánh đi chơi à? Khó mày không phải đánh đi chơi. Em lại gia nhập bộ môn DJ rồi chứ. Có mẹ không phải đến DJ. Em nam con gà. Ừ, xa sang thì chiều ta đi bóc thẹp bé bà này. Chiều rủ em với nhá. À không, chiều mãi đi. Chiều mãi em được nghỉ. Rủ em đi bóc thẹp bé bà nhá. Xin nhẹ kêu cà phê ở Busan được không ạ? Thích là được. Em bốc hẹn theo thôi. Chỉ thời gian mới được đi. Hà ha, thành niên chưa biết thuật ngữ chuyên môn rồi. Không, thì là em không phải đi rửa bát nè. Em làm quán ga, đâu phải rửa bát đâu mà đòi đi giấy. Có thật khóm đỡ bàn. Thật mà, chiều mà em được nghỉ dù em đi với. Thật tình cơ, mà em cũng được nghỉ à. Anh kể nơi đây vì trái tim trong lòng anh có đôi lời thọ quay.
Nhà anh lại ngay cạnh nhà em. Mãi ta đi bóc cái bé nha. Ơ chồ nếu có ông một chồ bóc cái bé. Nghĩ ta đi bóc cái bé. Em ở vùng nào là em ở Busan. Và gần chỗ xưởng thiệt bé không đâu. Em có biết xưởng thiệt bé ở đâu đâu mà. Em chỉ biết là đó có thiệt bé. Nhưng mà biết rồi không? Thật nhà anh ngay chờ tộc bô mà. Vậy à? Tộc bô cực nhiều người Việt luôn. Em lên đó ăn đồ Việt á. Họ anh như kiểu là ở Việt Nam á. Rồi mấy con. Em ở đâu Busan rồi? Em ở xa xa. Bạn gần gái xa xa không? Em gần gái xa xa. Trời điều trả, gã nào xả sang hề. Biết em, quê em ra nơi đỡ được rồi, điều trả à. Thế mà giờ mình mới gặp nhau ha. Em không biết, em lâu chắc coi. 3 tuần rồi em chưa lên xa xa, 3 tuần rồi em đi ăn công việc. Đợt bình thường là em một tuần em sẽ đi một lần, nhưng mà đợt này em ít đi rồi. Chưa học về là trù mặt rồi. Em nói đi, em ở gã nào nhỉ? Không, em không nói. Em ở gần xã, em ở gần xã sao rồi chứ em không ở đó. Thế nào có dịp mời em à? Em không biết. Qua dòng thời bộ ảnh quê Hà Tĩnh, em quê ở Nghệ An. Ai là đứa em về em sợ được. Không nói rửa anh em để em đứng chi nói chắc được. Đúng, không ai nói cùng em cả. Chẳng thật. Đó là thoại bởi con anh đoạn ở Nghệ An. Thật tình cơ quê ngoài anh cũng ở Nghệ An. Đời ai giờ quê nổi anh ở đâu? Anh hai tập like ta đi không biết, em không biết không biết. Alo, anh nội đi. Em cho phép anh nội mà. Nghe anh mới Ari chứ, Ari là Arang. Nghe tin thương chị em không biết. Chuyện gì à?
Thương đi ba cơ. Thật á? Thật anh ngon quá. Em ơi sao sao mà anh cũng ơi sao sao chỉ có gì đi hay ta đi chơi. Bị bắt tội quá. Lỡ rồi em không nhận tin em không biết. Dạ à. Thật á? Rồi. Cô sáu tinh thần nhé. Ô tưởng em hay nói chuyện. Em mọi ngày nghỉ em không nói chuyện. Vậy em không biết anh chưa nói em với Hoàng. Sai đi kiểu chỉ mà bị bắt nữa. Ngày thật. Tá hạt tình hồng em khó mà em ở Nghệ An. Ok. Em ơi em thanh. Này. Nhớ hết theo. Đi theo mà khó em không có em không có ai không ơi đâu vì đã làm gì khó mẹ không cho yếu. Em nghe hai tiếng khóc em ơi nghe anh đi tìm kiếm. Em ơi Yến Thanh.
Chào mọi người nha, em phải đi ngủ chiều em. Chào. Chào mọi người nha, em tắt like em đi ngủ. Chiều em còn đi làm. Bye bye mọi người.